Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Phong Vũ. Trên tay mình đây đó là con card đồ họa RTX 4070 đang cực hot trong những ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng xem bên trong nó có gì nhá. Rồi, chúng ta có thể thấy chiếc hộp của Acer khá là đẹp đúng không nào? Ở bên trong chiếc hộp chúng ta sẽ có một con card nè. Đây, con card này tôi đã bóc ra rồi, bỏ vào hộp làm màu thế thôi. Một cuốn sách hướng dẫn với rất nhiều tiếng khác nhau, đến tận 55 thứ tiếng cơ. Một cái lắp ghép. Cái này là hình như là hình cái máy luôn á, hình cái card. Đó. Và cuối cùng đó là một tấm thẻ. Và một tấm thẻ 3 sao của Acer. Tấm thẻ này làm sưu tập ok hết đấy. Bỏ qua như thế thôi, chúng ta cùng đến với con card chúng ta nha. Dòng card đồ họa 4070 chuẩn bị ra mắt có một thiết kế khá đơn giản với màu đen là màu chủ đạo. Trên tay mình đây là của Acer với hai fan. Còn ngay bên cạnh mình đây đó là của Gigabyte với 3 fan. Ở cái dòng 4070 này anh em có thể thấy ở đây, đây chỉ là đầu nguồn 8 pin mà thôi. Với cái đầu nguồn 8 pin này, mình cảm thấy khá là tiện lợi cho các bạn muốn trải nghiệm sức mạnh của một con card 40 series mà ngại phải nâng cấp cái bộ nguồn của mình. Với việc chỉ sử dụng đầu nguồn 8 pin, lượng điện năng tiêu thụ sẽ thấp hơn rất nhiều, qua đó giúp giảm nhiệt độ của card đồ họa khi chúng ta sử dụng. Ở series 4070 này có một thiết kế khá là nhỏ gọn, cho nên khi chúng ta gắn vào có thể tương thích với nhiều loại cây khác nhau. Như ở đây chúng ta có thể thấy, con card này chỉ một diện tích khá là nhỏ, chỉ khoảng 2 slot mà thôi. Và giá của con card 4070 hôm nay cũng đã được công bố rồi, nó chỉ khoảng đâu đấy 17 củ mà thôi. Rất là hợp lý cho các bạn muốn mua một bộ PC trung bình. Còn về thực tế hiệu năng như thế nào, chơi game ra sao, edit video có mượt hay không thì mình chưa có driver cho nên mình chưa test được. Hẹn em clip sau nha.